Sama-sambu-an-tha-sa Nam-mô-bất-tha-gia Nam-mô-tham-ma-gia Nam-mô-sang-tha-gia Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt sinh ra họ chư Tôn Đức Tăng Vi-si-cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, câu kệ số 46 mà hôm nay chúng ta tìm hiểu thì tương truyền rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ ngôn này khi ngài ngự ở tại thành Xá Vệ. Khi ngài đề cập đến một vị tỳ khưu mà đang thực hành Pháp Quán, tương truyền rằng vị tỳ khưu này sau khi nhận lãnh đề mục thiền quán từ nơi Đức Thế Tôn, ngài đi vào một cái khu rừng và ngài quyết tâm là ta sẽ thực hành Pháp Sa Môn. Nhưng mà sau một thời gian nỗ lực tinh cần, vị ấy không chứng đắc được đạo quả A-la-hán và ngài suy nghĩ rằng hẳn rằng ta còn thiếu sót một cái vấn đề gì đó, ta hãy trở về ý kiến Thế Tôn để xin ngài bổ khuyết. Khi đi trên đường thì ngài trông thấy một cái ảo ảnh phát sinh lên, thì ngài lấy đó làm một cái đề mục để quán tưởng rằng cái thân này cũng giống như cái ảo ảnh nó phát sinh lên trong cái mùa hè, đứng ở xa thì trông thấy như là có thật, nhưng mà khi đến gần thì không có hình bóng chi cả. Cái thân ngũ uẩn này nó cũng sinh diệt hư ảo như thế đó. Vừa đi thì ngài cũng vừa chú tâm quán xét cái đề mục ảo ảnh mà mình vừa nhận thức được. Khi đi đến một thời gian vượt đường xa mệt mỏi, ngài đi xuống dưới dòng sông Acharavati để tắm rửa. Khi tắm xong, ngài lên ngồi nghỉ trên bờ, ngài nhìn xuống dòng sông thì nước sông đang chảy xiết. Trên mặt nước còn trôi cuốn với nhiều cái bọt nước nổi lên rồi tan biến đi. Ngài suy nghĩ rằng cái thân ngũ uẩn này nó cũng nổi lên rồi tan biến như cái bọt nước kia mà thôi. Và ngài lấy cái hình ảnh đó ngài làm về một để mà quán tưởng. Bây giờ Đức Bổn Sư đang ở trong hương thất, ngài trông thấy vị duyên lành của vị tỳ khưu này, và với trí ngài, ngài đang thấy vị tỳ khưu này đang ngồi trên bờ sông mà quán niệm về cái bọt nước cũng như là những cái cảnh hư ảo mà vị đó bắt gặp được. Cho nên ngài từ hương thất ngài phóng hào quang tựa như đang xuất hiện trước mặt vị tỳ khưu đó, và ngài dạy rằng: này tỳ khưu, cái tự ngã này nó cũng giống như cái bọt nước vậy, nó giống như là những cái hình ảnh mờ nhạt, nó hằng sinh khởi và nó hằng hoại diệt như thế mãi mãi. Tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên kệ ngôn: phê nô ba măng ca giác mi măng quý đi toa ma rê chí tham măng á phí xăm bút thà nô chết toa ná ma rát xá bắp phá ca ní Arasanang mắt chú ra chất xác gạch chê. Và chúng ta được Hòa Thượng Minh Châu dịch là: biết thân như ảo ảnh,
Ngộ thân như hư huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa của câu kệ ngôn này. À, xin thưa quý vị, ngay câu đầu Đức Phật Ngài dạy rằng Phê-nô quá măng ca giá mi măng vi to, và chúng tôi vừa giải thích từ quý vị đã hiểu biết cái thân này như là bọt nước. Ở đây từ ca giá, một lần trước chúng tôi cũng từng giải thích quý vị là ca giá thường thường chỉ chụp cái nhóm, nhưng mà ở đây lại là cái ngữ cảnh ban đầu, nó lại là bọt nước phê nước. Nó tương tự như cái cung pháp đồ gốm ở câu kệ mà trước đây chúng tôi đã từng giải thích cho quý vị. À, xin thưa quý vị, Đức Phật Ngài đưa ra năm cái ví dụ về ngũ uẩn. Ngài ví dụ rằng á, cái sắc uẩn này được ví như là cái bọt nước, cái thọ uẩn được ví như là cái bong bóng nước, và cái tưởng uẩn Đức Phật Ngài ví như là cái hoa nắng. Mà trong kệ ngôn này chúng ta thấy có đề cập tới cái hư ảo của cái cảnh mà vị tỳ khưu đó nhìn thấy. Cái hành uẩn này Đức Phật Ngài ví như là cây chuối, nó không có cốt lõi. Và thức uẩn Ngài ví như là nhà ảo thuật, thấy đó rồi mất đó, từ không nó có, từ có nó không. Ở đây hình ảnh bọt nước á, nó hợp rồi tan, nó nổi lên thấy rõ như vậy, nhưng mà rồi nó cũng dễ tan vỡ. Biết cái thân này, tức là cái ở đây cái thân này nó chỉ trong cái nhóm sắc pháp này, nó như là cái bọt nước này. Dù cái bọt nước nó màu trắng hay bọt nước nó màu vàng hay là bọt nước nó màu xanh vân vân, thì nó cũng hợp rồi tan một cách nhanh chóng. Quý Thế Toa là đã hiểu biết được cái sắc uẩn này, nó luôn luôn nó không có bền vững. Mà chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Ngài ví cái sắc uẩn này nó giống như cái bọt nước á, bởi vì nó hiện bày một cách rõ ràng. Và những cái giọt nước á, nó kết lại với nhau, nó dính lại nhau để trở thành những bọt nước. Nếu như ở bọt nước nó có, thì nó sẽ có ở bên trong nó là những cái khoảng trống, mà những khoảng trống đó chính là những cái bong bóng nước nổi lên. Những bong bóng nước nổi lên như vậy nó càng dễ tan vỡ hơn là cái bọt nước. Thì ca giá hay là ca giá mi măng là cái nhóm sắc uẩn này, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái thay đổi, nó không phải là ở trong trạng thái biến diệt. Mặc dù rằng nó sẽ đi tới cái sự hoại diệt, nhưng mà trước mắt nhìn thì à, xin thưa quý vị, ngay câu kệ đầu Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta đã biết cái thân này nó như là cái bọt nước, mà cái bọt nước á thì nó không có tan hoại liền liền, mặc dù nó sẽ đi tới cái sự hoại diệt,
Nhưng ít ra cái sát khuẩn này nó cũng tồn tại ở một cái thời gian nào đó ngắn ngủi, rồi nó mới đi tới cái hoại diệt. Nó không giống như những cái nhóm danh thì sinh lên diệt ngay, còn cái nhóm sắt mà Đức Phật ngài đưa ra hình ảnh giống như cái bọt nước đó, nó sẽ từ từ nó bị rã ra nhưng mà nó vẫn còn, để một lúc nào đó thì nó mới hoại diệt hoàn toàn. Mà đã thấy rõ cái bản chất của cái sát quẩn này, nó không bền vững như vậy. Và vì nó không bền vững như vậy cho nên cái người hành giả sẽ không bao giờ bám vào cái tự ngã của mình qua cái sát quẩn. Bởi vì thấy cái sát quẩn này nó giống như là cái bọt nước rồi, nó dễ hư hoại, thì cái tự ngã đó nó không có nằm ở trong cái sắc quẩn. Tiếp theo câu kệ thứ hai, Đức Phật ngài dạy rằng Marichit thammang Abhisambuddhano, mà chúng ta vừa tìm hiểu từ ngữ Marichit là mờ ảo hay là huyền ảo hay là không có rõ ràng, thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngài dạy á, cái thọ quẩn này nó ví như là cái bong bóng nước, tuy rằng nó thấy rõ ràng nè nhưng mà cũng nhanh chóng hoại diệt. Nhưng mà riêng cái tưởng uẩn thì nó không có rõ ràng, nó mờ ảo. Mà Đức Phật ngài dạy rằng giống như là cái hoa nắng nha, mà nguyên nhân mà chúng ta bị rơi vào những cái chấp kiến đó là cũng do cái tưởng này mà làm ra. Bởi vì cái tưởng này nó có một cái tác dụng rất lớn, tác dụng rất lớn, nó có hai mặt. Một mặt nó có thể vượt qua cả không gian lẫn thời gian, và nó giúp cho tâm á, nhận thức được cái điều đó, nhưng mà đồng thời nó làm cho cái mờ ảo tâm, khiến tâm không nhận thức một cách trọn vẹn hay là một cách rõ ràng. Mà Đức Phật ngài đưa ra cái hình ảnh giống như là cái ảo ảnh của buổi nắng, buổi trưa nắng, cũng giống như người đi sa mạc, trong sa mạc với trưa nắng gắt ngày, họ thấy những cái ảo ảnh, những cái thành phố hay là những cái nơi có những cái nước hoặc là nơi có những cái cây cỏ xanh tươi, nhưng khi đi tới đó thì không có gì cả. Nhưng mà bình thường chúng ta đó không phải là những người đi trong sa mạc đó, thì vào những cái trưa nắng như vậy thì chúng ta thấy những cái hình ảnh được gọi là có hoa nắng đó. Mặc dù chúng ta biết đó là không phải là thật sự nó có, bởi vì ở trong một buổi trưa chúng ta như vậy, nhưng mà nếu ở trong bãi sa mạc thì chúng ta thấy hình ảnh nó rất rõ. À, như thế nào thì cũng vậy, chính cái tưởng uẩn này nó tạo ra những cái hình ảnh, những hình ảnh đó nó không có thật. À, cho nên chúng ta bị cái thấy sai lạc do tưởng đưa tới. Nếu nói về cái biết thì chúng ta có ba cái lớp biết. Cái biết thứ nhất á, là do tưởng, cái biết thứ hai là do trí, và cái biết thứ ba là do cái tâm. Nhưng mà cái biết của tưởng nó cực kỳ nguy hiểm, nó có thể đưa chúng ta hiểu biết sai lạc mà thuật ngữ của nhà Phật gọi là cái tưởng kiến. Nó thấy do cái tưởng, mà cái tưởng kiến là một dạng là thấy sai, nó không có đúng thực chất. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ngay ra trong bài kinh Phạm Võng, bài kinh đầu tiên của Trường Bộ,
Đức Phật ngài trình bày 62 cái quan điểm trong thời Đức Phật. Mà 62 quan điểm đó đa phần, nói cách khác nữa, hầu như, tuy rằng chưa hẳn là trọn vẹn, nó hoàn toàn là sai, nhưng mà 62 cái quan điểm này vì nhìn lệch lạc cho nên nó trở thành là tà kiến. Mà chung quy cũng do cái tự. Xin thưa quý vị rằng với những cái gì mà Sa môn, Bà la môn mà chứng đắc được những tầng thiền, chứng đắc được những pháp thượng nhân về cái túc mạng minh chẳng hạn vậy. Vì đó nhớ lại cái quá khứ, nhớ lại quá khứ chính là tự. Những hình ảnh quá khứ, những kiếp trước mình chính là tự. Rồi thấy mình sinh ra từ ước muốn của vị Phạm Thiên cái hả bạn, rồi chấp nhận là vị Phạm Thiên đó là Thượng Đế hay là sáng tạo chủ. Hoặc giả rằng có những Sa môn, Bà la môn chứng đắc được cái thiên nhãn minh, thấy chúng sanh chết từ nơi này sinh nơi khác, nhưng mà thấy có một số chúng sanh đó chết rồi không thấy xuất hiện, dẫn tới một cái tri kiến rằng có một số chúng sanh sau khi chết còn tồn tại và một số chúng sanh sau khi chết không tồn tại, vân vân. Mà cái tưởng đó nó không có thật, bởi sao vậy? Bởi vì nó không phải ở trong hiện tại, mà nó có thể chỉ ở trong cái tương lai hoặc là nó ở trong cái quá khứ. Mà thông thường thì chúng ta sống trong cái tưởng thì nhiều. Ở chính những cái tưởng này á, phần lớn chúng sanh sống trong cái tưởng. Ngay cả những người Phật tử chúng ta cũng sống trong cái tưởng. Một cái tưởng nó có thể là cái tưởng đúng, và một cái tưởng nó là tưởng sai. Ví dụ như người Phật tử chúng ta đó, ước nguyện thì cứ ước nguyện, nhưng mà cái sự ước nguyện chúng ta chưa chắc đã thành tựu nếu như chúng ta không có nỗ lực, nếu chúng ta sẽ không có tinh tấn thực hành. Bất kỳ một ai cũng có thể ước nguyện đạo quả, nhưng không phải ước nguyện đó nó trở thành sự thật nếu như người này không thực hành. Cho nên trong cái cậu kệ này đó, Đức Phật ngài dạy rằng á, Marichi Thammang, cái pháp nó mờ ảo tức là tưởng. Abhi Sambuddhano, biết cao tột và đúng đắn. Cái tưởng nó cũng có công năng chứ không phải không công năng, nhưng mà làm sao cái tưởng này nó sống trong hiện tại được, làm sao cho cái tưởng này nó đi dọc con đường hướng đúng. Còn nếu không thì chúng ta cứ mơ mộng và chúng ta cứ sống trong cái ảo tưởng, mà điều này nó sẽ không có thiết thực. Sống trong một cái sự hiện thực là như thế nào? Là như là một cái người mà bị mũi tên bắn vào trong người, thì người đó đừng có mơ màng rằng là mũi tên này lúc nào đó nó sẽ rớt xuống. Đừng có mơ màng rằng chất độc mũi tên này một lúc nào đó nó sẽ mất hiệu lực. Người đó cái nếu mà mơ màng như vậy thì người đó sẽ chết trước khi cái chất độc của mũi tên đó mất hiệu lực. Người đó sẽ chết trước khi cái mũi tên nó bị rụng xuống. Cho nên cần phải sống trong cái hiện tại. Sống trong hiện tại cái là sống trong cái bộ phận. Cho nên phí xâm bút thanh ôn, cái hiểu biết một cách đúng đắn cao tột, là hiểu biết rằng cái ngũ uẩn này nó hoàn toàn giống như là một vật giả tạm. Mà sở dĩ cái tưởng nó bám vào cái vật giả tạm này, cho nên mình bị sai lạc, mình bị một dạng tà kiến.
gạt bỏ đi những cái tưởng sai lạc đó để mà hiểu biết được đúng đắn và cao tột. Đó là việc cần thiết. Cũng giống như người bị mũi tên bắn vào trong người thì việc cần thiết nhất là làm sao rút ra mũi tên khỏi thân càng nhanh càng tốt, trước khi những chất độc từ cái mũi tên đó nó làm mình bị mệnh chung. Đó là việc cần thiết. Như thế nào cũng vậy, thì Đức Thế Tôn Ngài ở trong câu kệ này, Đức Thế Tôn Ngài hàm ý bảo dạy chúng ta rằng những cái gì mà thuộc thế gian này nó đều là mờ ảo, thì tìm một cái gì nó không mờ ảo. Cái không mờ ảo đó, để mà nhận thức được nó, thấy được nó, thì cái nhận thức được, thấy được đó, Đức Phật Ngài dạy rằng đó là Abhisambuddhano, hiểu biết một cách đúng đắn và chân chánh. Và cái hiểu biết đúng đắn và chân chánh đó, tức là Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ con đường mà dẫn tới cái cứu cánh. Con đường dẫn tới cứu cánh đó chính là giới định tuệ. Và cái việc cần làm ngay trong hiện tại, đó chính là thực hành giới định tuệ, chứ không phải sống trong một cái tưởng mờ ảo đó. Cho dù cái tưởng nó đẹp cách mấy chăng nữa, cái hình ảnh nó một cái thành phố đẹp chăng nữa, nhưng mà người đi trong sa mạc mà tới thành phố đó rồi thì nó cũng thấy không có gì cả. Những cái cánh hoa nắng ở nhiều giờ ban trưa mình thấy nó long lanh, nó đầy màu sắc như vậy, nhưng chớp mắt một cái thì những ảo ảnh nó cũng mất. Hãy buông đi những cái ảo ảnh đó mà phải thấu hiểu một cách đúng đắn. Cái thấu hiểu đúng đắn đây, mà thấu hiểu cao tột đây, điểm thứ nhất là thấu hiểu được cái khổ và cái nguyên nhân sinh khởi, thấu hiểu được cái sự chấm dứt cái ảo ảnh đó, sự chấm dứt được cái bọt nước đó. Nói ngắn gọn hơn thì phải thực hành một cái pháp nào đó, mà cái pháp đó nó không phải là một cái pháp ma ri trí, nó không phải là một pháp mờ ảo, nó là một cái pháp có lợi ích hiện thực. Mà cái pháp mà không phải là ma ri trí đó, đó không ngoài bát chánh đạo. Đó là thấy rõ một cái pháp mờ ảo thì thấy rõ được một cái pháp không mờ ảo. Cái pháp không mờ ảo đó chính là cái đạo lộ dẫn tới Niết Bàn. Và nếu bám chấp vào ngũ quẩn này, ôm ấp ngũ quẩn này, nắm giữ ngũ quẩn này, thì đó là pháp mờ ảo. Nói cách khác, ở cái pháp mờ ảo đây, Đức Phật Ngài chỉ cho cái thủ của tập nhân duyên khởi, cái nắm lấy của anh thầm làm gì cũng khởi. Mà cái nắm lấy này anh đó, nó không có. Nó giống như là cái thức quẩn này, giống như Đức Phật Ngài dạy, giống như là cái nhà ảo thuật kia, mới thấy có đó, mất đó, mất đó, có đó. Nó nhanh chóng vậy. Nhưng mà đặc biệt với cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn Ngài, ví dụ á, cái hành quẩn này giống như cái chuối, nó không có cốt lõi, nó rỗng ruột. Nhưng mà cái chuối nó lại cho quả. Cây chuối nó có những trái chuối, nhưng mà những cái trái chuối đó nó không có cho tiếp tục cái quả nữa. Nó cũng sẽ bị chấm dứt đi. Cho nên khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp phước, một khi những nghiệp phước mà nó trả rồi đó, nếu không gặp hội nhân duyên nữa thì cái phước đó nó trở thành vô hiệu, vô hiệu, nó không còn có kết quả nữa. Giống như cái cây chuối mà nó đã cho buồn rồi, nhưng mà cái hình ảnh mà cái cây chuối mà nó cho ra cái buồn chuối rồi đó, thì cây chuối nó chết. Nhớ tôi còn nghe dạy rằng á, cái măng thì nó làm cho hại thân tre, thay bào của con
Ngựa thì nó hại sức hay của con ngựa. Buồng chuối thì hại cây chuối. Mà hành quẩn này Đức Phật ngày dạy, ngày ví như là cái cây chuối nó rộng ruột, không có kết, nó không có cốt lõi, nhưng mà nó có cho kết quả như thế nào cũng được. Thì khi mà chúng ta tạo những việc thiện hay việc bất thiện nó cũng có kết quả, cho nên không bám víu vào những cái thiện nghiệp. Việc thiện nghiệp là việc cần làm nhưng mà không bám víu vào nó. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất nó rộng ruột, thứ hai nếu đi chung với tưởng thì nó trở nên là mờ ảo, và nếu nó đi chung với thức quẩn thì nó trở nên là có rồi mất, có rồi mất. Mà chỉ có một cái pháp mà có mà không mất, mới tìm được một cái pháp mà có mà không mất, nó thật sự là á phí sambuddhanô, cái pháp mà có mà không mất nó chính là niết bàn. Nếu mà ngài dạy rằng sắc bê sang khara anicca tí, tất cả pháp hữu vi là vô thường, như vậy thì cái pháp vô vi là thường, sắc bê sang khara đúc kha tí, tất cả các pháp hữu vi là khổ, thì như vậy cái pháp vô vi asankhara là lạ. Nhưng mà sắc bê tham ma nó ta thấy tất cả các pháp đều là vô ngã, nó không có cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Thì như vậy mặc dù cái niết bàn là thường, nhưng mà cũng động không, nó thậm chí niết bàn rồi cũng không bám lấy nó. Cái mà bền vững vậy mà không còn bám lấy nó, không nắm giữ nó, thì nói chi những cái huyền ảo này, sắc thọ tưởng hành thức huyền ảo này mà lại bám nó. À, rồi xin thưa vậy. Rồi lúc mà ngài dạy tiếp cái kệ thứ ba, chết toa ná marasa ba búp pha can ní, ba búp pha cà ní tức là cái những nụ hoa, cái trọn vẹn của nụ hoa, những cái nụ hoa đầy đủ, tức là không đợi cho cánh hoa nó ra mà nó vừa hé nụ ra, thì vị hành giả nó như thế nào? Chết toa ná, dứt bỏ, đã dẹp bỏ, đã cắt đứt, đã cắt đứt trọn vẹn những nụ hoa. Mà một cái nụ hoa mà nó chưa ra mà được được ngắt bỏ vậy nó dễ dàng hơn nhiều. Cái nụ hoa đó nó chưa để mà làm cho mình, cái tâm mình phải dính mắc nhiều. Điều này Đức Phật dạy rằng á, đừng có bao giờ chúng ta mơ ước những cái gì mà thuộc về trong vòng luân hồi. Ở trong vòng luân hồi này có nhiều cánh hoa lắm, vô số cánh hoa. Nhưng mà tất cả những cánh hoa nào đó nó luôn luôn nó mang tới cho chúng ta có nhiều cái đau khổ nhiều hơn. Bởi những cánh hoa đó nó cũng ví như là bọt nước. Những cánh hoa đó nó ví như là ảo ảnh. Những cánh hoa đó cũng ví như là một thân cây không có cốt lõi. Mà khi nghĩ đến những cái tư tưởng nào mà thuộc về của thế gian, dù cái tư tưởng đó nó tốt đẹp, đó là những cái mơ ước, những cái nhàn cảnh tốt đẹp, thì khi mà nghĩ lên như vậy nó vừa chớm lên rồi nó cũng cắt bỏ, nó cắt bỏ. Đừng bao giờ khi với hình ảnh Đức Phật dạy rằng là những cái nụ hoa mà nó vừa nhóm lên đó, nó dẹp bỏ đi,
Thì nó có những cái loại hoa mà gọi là hoa dục lạc cũng có, và có loại hoa không phải là dục lạc cũng có. Nhưng bất kỳ một cái loại hoa nào mà nó thuộc về thế gian, dù dục lạc hay không dục lạc, dù là nhàn cảnh hay là khổ cảnh, khổ cảnh nó cắt bỏ ra đành, nhưng mà nhàn cảnh cũng cắt bỏ nữa, nhàn cảnh cũng cắt bỏ. Và cái hình ảnh mà mới vừa cái nụ hoa mới vừa nhóm lên mà cắt bỏ liền đó, là Đức Phật lâu ngày dạy chúng ta đó, hãy phòng vệ như thế nào đó, chứ một cái tư tưởng xấu mới vừa khởi lên thì dứt bỏ ngay, chấm dứt ngay, đừng để cho nó hình thành, đừng để cho những cái ác pháp này nó tăng trưởng. Cũng giống như ngọn lửa mới vừa nhóm lên á, thì cái người đó dập tắt rất là dễ, nhưng mà khi mà nó có cái duyên, nó cái đốm lửa đó nó hội đủ nhân duyên, nó phát thành một trận hỏa hoạn cháy rừng, thì dập tắt một trận lửa rừng á, nó khó khăn, nó gian nan vô cùng. Nhưng mà khi một cái ánh lửa nó vừa nhóm lên dập tắt nó liền, một đốm lửa nó vừa lóe lên dập tắt liền, thì điều này nó rất là dễ dàng. Đừng bao giờ để cho những cái ác bất thiện pháp nó sân khởi lên, nó tăng trưởng. Thế thì còn những thiện pháp như thế nào? Những thiện pháp nó chúng ta phải hiểu rằng cũng nó cũng giống như những ngọn lửa đó, nó chẳng khác là có hai ngọn lửa, một ngọn lửa đó nó thiêu đốt và một ngọn lửa nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là ấm ở trong mùa đông, và chúng ta thích thú cái đó đó, thích thú những cái ngọn lửa làm cho chúng ta ấm ở trong mùa đông. Mà một khi mà ấm ra, khi mà thích thú ngọn lửa đó thì chúng ta vẫn còn phải lệ thuộc vào nó, lệ thuộc vào nó, bởi vì không có nó chúng ta cảm thấy rét lạnh. Ngọn lửa có hai loại, một loại là mang tới lợi ích và một loại không mang tới lợi ích. Cái loại làm nóng bức cho chúng ta để chúng ta dẹp bỏ ra đành, cái loại mà làm cho chúng ta ấm áp, nó có thể là làm cho chúng ta đỡ lạnh trong mùa đông đó, thì chúng ta phải cần quan sát nó và tự tạo cho mình một cái lực như thế nào đó để mà không cần phải có cái ngọn lửa đó. Thì dù cho ở trong cái mùa đông mà một cái lực mình nó mạnh, nó có được đó, không cần thiết đó, có ngọn lửa đó là việc cần làm, đó là việc cần làm. Với trời nắng chang chang gắt bức, hoặc là trời đông là lạnh rét mướt, mà người này không hề ai biết gì hết, đó là việc cần làm, việc cần có. Điều này cho chúng ta thấy rằng từ những cái tư tưởng bất thiện vừa chớm lên, chúng ta đã chấm dứt những tư tưởng thiện nó khởi lên, thì chúng ta phải quán xét cái tư tưởng này với mục đích mà chúng ta phát hiện được những cái tư tưởng thiện này, cái công năng của nó, cái phận sự của nó phải làm như thế nào. Chúng ta hướng dẫn cái tư tưởng thiện đó, chúng ta đưa cái tư tưởng đó vào trong một cái đạo lộ, chứ không phải chạy theo cái Marici Thamma, cái pháp hư ảo, mà đưa vào một cái đạo lộ Aphi Sambuddhano, hiểu biết chân chánh và đúng, hiểu biết một cách cao tột và đúng đắn, tức là những cái thiện nghiệp chúng ta sẽ đưa vào trong cái đạo lộ. Đạo lộ đó là gì? Đạo lộ đi tới một cái cứu cánh mà khi nãy chúng ta vừa tìm hiểu, chính là cái niết bàn. Nói cách khác nữa, ngay cả thiện nghiệp chúng ta không bám nữa,
Bởi vì cái thiện nghiệp này nó cũng sẽ tạo nên một cái ảo ảnh nữa, và cái thiện nghiệp này nó cũng sẽ tạo nên là một cái bọt nước nữa. Làm sao cho những thiện nghiệp này nó đi vào một cái đạo lộ mà nó không còn là bào ảnh, nó không còn là cái bọt nước, nó đi tới một cái nơi tốt đẹp. Và cái câu kệ thứ ba thì Đức Phật dạy chúng ta đó, bất kỳ một cái tư tưởng bất thiện nào vừa khởi lên chúng ta cũng dập tắt nó, còn những cái tư tưởng thiện khởi lên mà nó vượt qua cái ranh giới hoặc là nó vượt qua ra khỏi cái đạo lộ dẫn đến cứu cánh thì chúng ta cũng dập tắt nó, bởi vì nó vượt qua cái đạo lộ giới định tuệ đó thì nó sẽ tạo thành ra những nụ hoa. Còn đạo lộ bát chánh đạo không có ngũ uẩn, nơi đó không có ngũ uẩn, cái nơi niết bàn không có ngũ uẩn, không có bất kỳ một cái loại hoa nào cũng đã. Và đưa những cái thiện nghiệp mình vào trong cái đạo lộ này. Và thú vị, câu kệ thứ tư: Adassanang. Ai bớt bớt dùm coi câu câu Phật ngôn lên. Adassanang mất chú ra chất sát gắt chê. Tử thần mà đi đến cũng bị mờ mắt. Tử thần đi đến trên thế gian này không ai không thoát khỏi tử thần. Bao giờ mà thoát khỏi tử thần, bao giờ tử thần không nhìn thấy. Người nào mà tử thần không thể nhìn thấy được? À, xin thưa quý vị, khi nào mà không còn sinh thì bây giờ không còn chết. Đã có sinh tức là có chết. Mà chắc cực kỳ ngôn Đức Phật dạy rằng là Adassanang mắt chú ra chát xác gách chê, tử thần có đi đến cũng không thấy. Tử thần đến mà không thấy chứng tỏ cái vị này đã viên tịch. Cái vị mà thánh nó viên tịch rồi thì không còn chết. Tại sao vậy? Bởi vì ngài không còn sinh. Cái định luật hãy còn sinh tức là còn tử, mà vô sinh thì trở nên bất tử. Tử thần đi tới nơi nào mà không thấy được? À, nơi đó là sự viên tịch trọn vẹn của bậc thánh A-la-hán. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mà còn thân ngũ uẩn, có thể tử thần không nhìn thấy được không? Cũng có thể có được, nhưng mà chỉ tạm thời thôi, chỉ tạm thời. Tạm thời thứ nhất là vị đó an trú trong thiền quả, lấy Niết bàn làm cảnh. Đây là trường hợp thứ nhất. À, trường hợp thứ hai, cũng là tạm thời viên tịch 7 ngày, đó là trường hợp nhập diệu thọ tưởng lực. Nhưng mà rồi khi mà xuất ra khỏi cái trạng thái đó thì tử thần cũng vẫn cứ viếng thăm, hãy còn danh sắc thì còn sinh diệt, còn cái nhóm ngũ uẩn này thì nó vẫn còn sinh diệt, và hãy còn sinh diệt thì tử thần còn nhìn thấy. Chỉ khi nào mà viên tịch thì tử thần không còn nhìn thấy. Cho nên kéo kệ ngôn thứ tư, Đức Thế Tôn ngài muốn ám chỉ tới sự viên tịch của bậc thánh A-la-hán. Để mà viên tịch được, cái đạt tới trạng thái của vị thánh A-la-hán thì ngay câu kệ thứ ba Đức Phật ngài dạy là chết toa na ma rassa ba búp phá, tất cả những cái chồi hoa của ma được cắt đứt, được dứt bỏ. Cho nên quý vị thấy hả,
là ngay cả những từ thiện chúng ta cũng đừng bám víu. Mới làm thế nào đưa cho nó vào cái đạo lộ đó đó, bởi vì một cái từ thiện cũng có thể dẫn chúng ta tới tái sinh vào trong dòng sinh tử luân hồi. Mà khi mà nó tư tưởng thiện đó mà đạt tới một cú cánh trọn vẹn, cái nơi mà nó không còn thiện, nó không còn bất thiện, ở một cái trạng thái ở lúc mà cái tâm này nó không còn rơi vào thiện, nó không còn rơi vào bất thiện nữa, mới chính là tâm của bậc thánh A-la-hán trong thời bình nhật. Và có như vậy thì cái vị đó mới làm mờ được cái thần chết Adasana Machu Rajasa Gacche, tử thần có đi đến, thần chết có đến cũng không thấy Adasana, không thấy. Và hai câu kệ ra đầu á, Đức Phật ngài dạy chúng ta quán từ bên ngoài vào bên trong, quán từ cái thể mà thô nhất, tức là cái sắc pháp này. Cái sắc pháp này nó cũng ví như là cái bọt nước hợp rồi tan, hợp rồi ra. Còn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn, nó nhanh chóng ngoại diệt giống như là ảo ảnh, mới thấy đó mất đó, tới thì không có gì cả. Nó không bám vào cái ngũ quẩn này, mà một khi không bám vào cái ngũ quẩn này là do loại trừ được cái sự chấp ngã, bám ngã hay là nắm giữ thân ngũ quẩn. Bây giờ còn nắm giữ một trong năm quẩn là còn khổ. Chính Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế, tóm lại sự khổ này sanh lên là do bởi nắm giữ năm quẩn. Bất kỳ nắm giữ một quẩn nào cũng khổ cả. Đó là một sự á phí sambuddhanô, hiểu biết cao tột và chân chánh. À, như vậy thì chính trong thân của chúng ta, trong thân chúng ta không đi đâu xa cả, không tìm giải thoát ở chỗ nào khác, mà sự giải thoát nó chính ở trong bản thân ngay tại cái ngũ quẩn này, đó là sự giải thoát, sự có mặt của niết bàn. Cho nên không cần tưởng tượng ở một cảnh giới nào hết, không bị rơi vào cái tưởng kiến, không rơi vào một cái bào ảnh, không rơi vào một cái hư ảnh, không rơi rơi vào một cái huyễn ảo chung nào. Ngủ quẩn ở đây thấy được cái pháp, hiểu được cái pháp mờ ảo, thì đối ngược lại cái pháp mờ ảo đó chính là pháp chân thật, pháp đúng đắn. Pháp chân thật đúng đắn chính là tứ đế, và ngay bản thân chúng ta trong cái ngũ quẩn này thì đạo quả niết bàn cũng từ trong ngũ quẩn này mà có thể có nhân có duyên đầy đủ, nó sinh khởi lên để cuối cùng rồi thì sẽ đi đến sự viên tịch trọn vẹn, khiến cho thần chết không còn nhìn thấy. Đây là những bao giờ trình bày gì một số ý nghĩa trong câu kệ ngôn thứ 46. Mong rằng phương pháp sanh lên xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hoan hỷ thọ dụng và thực hành pháp quán về thân ngũ uẩn chúng ta, xem thân xác này như là bọt nước, xem cái thọ tưởng hành thức như là huyễn ảnh. Nương theo quả bước này xin hướng tất cả chư thiên khắp nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong cái ngày quan hệ thọ dụng rồi xin gia hộ chư tôn tăng được phát thệ kinh an, xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được tương mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, cũng nương theo quả phước này xin hưởng tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử luôn luôn thọ dụng quả phước này, là được tái sinh về nhàn cảnh đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sân Khả Dạ.